Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây, mời các bạn tiếp tục đến với những thông tin về vòng chung kết Euro 2024 đang diễn ra tại Đức. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết thì theo thể thức của Euro 2024 thì hai đội nhất, nhì của 6 bảng đấu sẽ giành vé vào vòng 1/8. 4 đội trong 6 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành vé đi tiếp. Hiện tại thì sau loạt trận đêm ngày hôm qua đã xác định được 8 đội chắc chắn đi tiếp. Trong đó có các đội chắc chắn thứ hạng là Đức và Thụy Sĩ ở bảng A, Tây Ban Nha, Italia ở bảng B, Bồ Đào Nha ở bảng F, 3 đội là Anh, Đan Mạch, Slovenia ở bảng C, Áo, Pháp, Hà Lan ở bảng B. Như vậy là trong 16 đội thì cho đến lúc này đã xác định được 11 đội đi tiếp. Ở bảng A có Đức, Thụy Sĩ, bảng B, Tây Ban Nha và Italia, bảng C, Anh, Đan Mạch, Slovenia, bảng D, Pháp, Hà Lan. Hiện bảng E thì chưa xác định được. Còn bảng F là Bồ Đào Nha. Hiện tại thì trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất tại Euro này bao gồm Hà Lan, đứng thứ nhất ở bảng D có 4 điểm. Đứng thứ 2 là Slovakia ở bảng E có 3 điểm. Đứng thứ 3 là Slovenia ở bảng C có 3 điểm. Đứng thứ 4 là Hungary ở bảng A có 3 điểm. Đứng thứ 5 là Croatia có 2 điểm. Đứng thứ 6 ở bảng F là Cộng hòa Séc có 1 điểm. Tuy nhiên thì trên bảng xếp hạng này Slovakia và Séc hiện ở bảng E chưa thi đấu lượt cuối cùng. Như vậy là Croatia chắc chắn là sẽ bị loại. Theo lịch thì các trận đấu ở vòng 1/8 sẽ bắt đầu vào 23 giờ ngày 29 tháng 6 với trận đấu đầu tiên giữa Thụy Sĩ nhì bảng A gặp đội tuyển Italia nhì bảng B. Trận đấu giữa đội nhất bảng D và nhì bảng F sẽ là cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 3 tháng 7. Và sau đây là lịch thi đấu cụ thể của vòng 1/8 Euro 2024. Ngày hôm qua thì tuyển Áo của huấn luyện viên Rangnick đã gây bất ngờ khi dẫn đầu bảng D xếp trên cả Pháp và Hà Lan. Họ giành được 6 điểm sau 3 trận đứng đầu bảng D. Thầy trò huấn luyện viên Rangnick xếp trên đội tuyển Pháp ứng viên vô địch Euro khi mà đội bóng áo lam giành được 5 điểm. Hà Lan xếp thứ 3 ở bảng đấu này với 4 điểm. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Rangnick, đội tuyển Áo ghi 6 bàn ở Euro, nhiều hơn so với Pháp là 2 bàn và Hà Lan 4 bàn. Khi huấn luyện viên Rangnick chia tay MU cách đây 2 năm thì khả năng của nhà cầm quân này đã bị hoài nghi. Ông Rangnick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền của MU nhưng đã không thể mang lại kết quả và màn trình diễn tương xứng với kỳ vọng ở sân Old Trafford. Huấn luyện viên người Đức cũng không chiếm được cảm tình từ các học trò. Ronaldo thậm chí đã chỉ trích Rangnick là lỗi thời. Nhưng tại Berlin vào đêm thứ 3 thì tuyển Áo của ông đã có màn trình diễn ấn tượng trước Hà Lan. Tuyển Áo cho thấy lý do Rangnick được mệnh danh là bố già. Các tuyển thủ Áo cũng rất tôn trọng Rangnick, đặc biệt là sau chiến thắng 3-2 trước tuyển Hà Lan. Tiền vệ Marcel Sabitzer của tuyển Áo thổ lộ: "Thật tuyệt vời khi được thi đấu trong đội bóng này và tôi thực sự tận hưởng những ngày ở đây cùng các đồng đội và ban huấn luyện. Tôi muốn ở lại đội tuyển lâu hơn một chút." Trận thắng Hà Lan có thể coi là phần thưởng cho việc Rangnick được trao đủ thời gian để định hình đội tuyển Áo theo tầm nhìn của ông. Đội tuyển này giai đoạn thi đấu không tốt, nhưng sau khi Rangnick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng vào tháng 4 năm nay, theo thời gian, tuyển Áo chơi tốt dần lên và họ thậm chí đánh bại Italia hòa bỉ trước thềm Euro. Áo đã thắng 3 trong 4 trận trước khi đến Đức. Sau khi thua Pháp 0-1 ở trận ra quân tại bảng D, Áo đã đáp trả bằng 2 chiến thắng trước Ba Lan và Hà Lan. Đội bóng của Rangnick đã chơi với năng lượng dồi dào và khát khao giành lại quả bóng nhanh chóng nhất có thể. Đôi khi là các cầu thủ Hà Lan dường như là kiệt sức trước ham muốn của các cầu thủ Áo. Sabitzer cho biết thêm là bạn có thể thấy rõ sự tiến bộ của chúng tôi kể từ khi huấn luyện viên Rangnick đến. Trước đây chúng tôi chơi hơi thụ động khi mất bóng và chúng tôi chắc chắn đã thay đổi điều đó. Bây giờ chúng tôi rất mạnh khi mất bóng, các cầu thủ đủ hiểu biết rằng khi chúng tôi mất bóng, chúng tôi phải chuyển hướng và săn đuổi bóng. Đó là sự khác biệt lớn nhất. Tom Midler, người dẫn chương trình Postcard về bóng đá Áo, cho biết đội tuyển Áo hiện tại là hoàn toàn đối lập với đội tuyển dưới thời huấn luyện viên người tiền nhiệm của ông Rangnick là Franco Foda. Trong một vài lần thì ông Foda khiến các cầu thủ của mình khi họ theo bản năng là cố gắng di chuyển lên phía trước và pressing. Lối chơi hiện tại của tuyển Áo đối lập rất nhiều so với trước đây, khi các cầu thủ chơi phòng ngự và tỏ ra thận trọng. Các cầu thủ chắc chắn dường như là tôn trọng Rangnick, họ có vẻ hài lòng với việc làm việc với Rangnick. Và triết lý của ông
gần gũi với lối chơi của các cầu thủ ở câu lạc bộ. Tom Miller chia sẻ thêm. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý, sau lượt đấu ngày hôm qua, huấn luyện viên Ronald Koeman đã lên tiếng giải thích về quyết định thay tiền vệ Verman trong trận thua 2-3 trước tuyển Áo. Đêm ngày hôm qua, đội tuyển Hà Lan đã bị đội tuyển Áo của huấn luyện viên Ralf Rangnick đánh bại với tỷ số 3-2. Một bàn phản lưới nhà của Malen cộng với các bàn thắng của Smith và Sabitzer đã giúp cho Áo ấn định chiến thắng. Sau màn trình diễn tệ hại hiệp 1, huấn luyện viên Koeman quyết định thay người sớm khi Joe Verman được rút ra, thay thế bởi Xavi Simons. Joe Verman, 25 tuổi, đã có 16 pha kiến tạo và 5 bàn thắng cho PSV, giúp cho đội bóng Hà Lan vô địch giải vô địch quốc gia. Sự thể hiện ấn tượng của Verman đã thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu, bao gồm cả đương kim vô địch Champions League là Madrid và Á quân là Dortmund. Theo nhà báo Florian Plattenberg của trang Sky Sport Đức, thì Dortmund đang xem Verman là mục tiêu hàng đầu để thay thế nếu họ không thể ký hợp đồng với tiền vệ Pascal Groß của Brighton. Giải thích về quyết định rút Verman rời sân, huấn luyện viên Koeman chia sẻ: "Đó là một khoảnh khắc đau đớn cho Verman. Nhưng tôi tin rằng mình phải đưa ra thay đổi. Tôi hiểu điều đó khiến cậu ấy buồn, nhưng chúng tôi thi đấu như vậy trong 30 phút, tôi buộc phải làm gì đó." Khi được hỏi về việc Verman có khả năng cầm bóng giỏi như thế nào, huấn luyện viên Koeman trả lời: "Đúng, tại sao bạn lại nói với tôi điều này? Bạn phải hỏi cậu ấy về điều này. Tôi thấy cậu ấy vấp bóng, đưa bóng đi, tôi không thể giải thích được. Khả năng cầm bóng tốt được coi là phẩm chất của cậu ấy." Huấn luyện viên Koeman cũng được hỏi là liệu ông có thực hiện thay đổi lớn trong trận đấu ở vòng 16 đội hay không. Ông cho biết: "Bây giờ tôi có thực hiện những thay đổi lớn không ư? Tôi chưa biết điều này. Tôi sẽ nói chuyện với các cầu thủ trước. Có lẽ sẽ tốt hơn cho chúng tôi khi đối đầu với một đối thủ khó nhằn hơn. Tôi chịu trách nhiệm về việc này. Tôi sẽ không thể để cho các cầu thủ của mình thất vọng. Chúng tôi đã thi đấu với một đối thủ đã thực hiện kế hoạch của họ rất tốt. Chúng tôi không đủ giỏi để cạnh tranh điều đó theo cách tốt hơn." Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.